Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chelsea thắng trận thứ 3 liên tiếp ở Ngoại Anh, trên sân của Sheffield United thi đấu đầy nỗ lực. Chelsea với sự xuất sắc và may mắn hơn đã có được 3 điểm để leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại Anh. Làm khách đến sân của đội cuối bảng Sheffield United, Chelsea gặp đôi chút ngưỡng ngàng với lối chơi pressing đầy máu lửa của đối thủ. Dù vậy, đội khách nhanh chóng tìm lại sự kiểm soát và dần áp đặt lối chơi quen thuộc. Kiểm soát phần lớn thời lượng bóng hiệp 1, nhưng Chelsea không tạo ra được quá nhiều cơ hội ngoan ăn. Dù vậy, đẳng cấp vẫn là điều đội khách có được để tìm bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 43, Timo Werner thoát xuống tốc độ bên cánh trái trước khi nhả lại vừa tầm đến Mason Mount sút chân trái mẫu mực mở tỷ số trận đấu. Và 1-0 cũng là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên. Bất ngờ xuất hiện ngay đầu hiệp 2 khi chủ nhà Sheffield là những người dồn lên tấn công và có được niềm vui. Rüdiger là người có pha bóng vụ về ở phút thứ 55 đưa trận đấu về thế quân bình. Mặc dù vậy, Chelsea chẳng mất nhiều thời gian để tìm lại lợi thế. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Werner kiếm về cho Chelsea một quả penalty. Và trên chấm 11m, Jorginho không phạm sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-1. Những phút cuối trận, chủ nhà Sheffield dồn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những sếp yếu ớt của họ là không đủ để thêm một lần sút tung lưới Mendy. Thua trận, Sheffield tiếp tục đứng cuối bảng trong khi Chelsea leo lên vị trí thứ 5. Man City vùi dập Liverpool ngay tại Anfield. Ghi 4 bàn vào lưới Alisson trong hiệp 2, Man City thắng đậm Liverpool và đẩy đối thủ vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Cả Liverpool và Man City đều nhập cuộc với sự hứng khởi cao độ cùng với lối chơi pressing quen thuộc, khiến trận đấu trên sân Anfield trở nên nóng bỏng ngay từ đầu. Bóng được cầu thủ hai bên luân chuyển với tốc độ cao, nhưng trái ngược với sự hứng khởi đó, hàng thủ chặt chẽ của hai đội khiến nửa đầu trận đấu trôi qua mà không bên nào có được cơ hội rõ ràng. Cơ hội rõ rệt nhất để cầu thủ hai đội có được bàn thắng trong hiệp 1 là cú đá penalty của Gundogan ở phút thứ 37, nhưng cầu thủ người Đức dứt điểm lên trời, không đều là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi chóng mặt so với những gì diễn ra ở 45 phút đầu trận. Chỉ 5 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, Gundogan lập công trục tội với cú đá ở cự ly cận thành mở tỷ số cho những vị khách. Thế nhưng Liverpool không dễ đầu hàng, Mohamed Salah bứt tốc kiếm về quả penalty ở phút thứ 63. Và cũng chính anh là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên chấm 11m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Salah vất vả để kiếm về bàn gỡ cho Liverpool, nhưng trong một ngày tệ hại, Alisson chỉ mất 4 phút để biếu không cho Man City 2 bàn thắng. Từ phút thứ 73 đến 76, thủ thành người Brazil 2 lần truyền vào chân đối thủ, tạo điều kiện để Gundogan và Sterling nâng tỷ số lên 3-1. Một ngày thăng hoa của Man City được ấn định bởi tài năng trẻ Phil Foden. Cầu thủ người Anh sút như bố bổ ở phút thứ 83, ấn định chiến thắng 4-1 cho Man City ngay trên sân Anfield. Với thắng lợi giòn giã này, Man City tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng, trong khi Liverpool đã thua 3 trận liên tiếp tại Anfield và vẫn xếp thứ 4. Leicester bỏ lỡ cơ hội săn bằng cách biệt với MU. Lối chơi có phần chắc chắn đến từ cả Wolverhampton lẫn Leicester, khiến cả hai đội chia điểm ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Với việc cầm một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi hai vị trí dẫn đầu, Leicester nhập cuộc với sự chủ động, dù họ là đội phải chơi trên sân khách. Bên kia chuyển tuyến, Wolves như thường lệ chọn cách nhập cuộc chậm rãi, thế nhưng chính họ mới là đội làm tốt hơn ở khâu triển khai tấn công. Hai cột đáng chú ý nhất của nửa đầu trận đấu thuộc về chủ nhà Wolves, thế nhưng những Adam Traore hay Ruben Neves đều không thể tận dụng thành công. Phía bên kia chuyển tuyến, Leicester dù rất nỗ lực tấn công nhưng tỏ ra bế tắc, không đều là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2 tiếp tục là một thế trận giằng co và khó đoán được hai đội tạo ra. Wolverhampton tấn công mạnh mẽ hơn ở 45 phút đầu và thực tế họ cũng tạo ra nhiều cơ hội đáng kể. Tuy nhiên vô duyên ở khâu dứt điểm cuối cùng. Những phút cuối, cả Wolverhampton lẫn Leicester đều quyết tâm kiếm chọn 3 điểm. Tuy nhiên sự thiếu đột biến đến từ cả hai đội khiến không bên nào có được điều mình cần. Chia điểm tại Molineux, Wolverhampton vẫn xếp thứ 14 trong khi Leicester bỏ lỡ cơ hội săn bằng cách biệt điểm số với MU. Son Kane nổ súng giải cơn khát chiến thắng cho Tottenham. Son Min và Harry Kane sát cánh trên hàng công trong trận cầu mà Tottenham cần 3 điểm sau 3 thất bại liên tiếp và họ đã không làm Mourinho thất vọng. Với áp lực buộc phải thắng sau khi đã nhận liên tiếp 3 thất bại, Tottenham đã gây sức ép khủng khiếp lên hàng thủ West Brom, nhưng tiếc là hàng không lại bỏ phí các cơ hội. Phút thứ 18, đường truyền của Endombele chạm chân cầu thủ West Brom nhưng bóng đến vị trí của Kane trong vòng cấm. Tiền đạo Tottenham tung cú sút chìm đưa bóng đi sát mép ngoài khung thành. Cuối hiệp 1, West Brom tổ chức đợt phản công cực nhanh, đón quả tạt từ cánh phải của Snodgrass. DNA thực hiện cú đánh đầu cận thành như thủ môn Norris đã bắt gọn bóng ở sát vạch vôi. Sang hiệp 2, sự bế tắc của Tottenham đã được giải tỏa. Phút thứ 54,
Nhận đường truyền thông minh của Haubier, tiền đạo Harry Kane có cú sửa lòng vào góc xa, giúp đội chủ nhà vượt lên. Đây là pha lập công thứ 13 của Kane ở Premier League mùa này. Chỉ 4 phút sau đó, Tottenham có bàn thắng thứ 2 nhờ pha phản công mẫu mực. Lucas Moura chuyển sang cánh phải cho Son Heung-min để tiền đạo người Hàn Quốc thoải mái dứt điểm, tung lưới West Brom nâng tỷ số lên 2-0. West Brom thi đấu bất lực trước Tottenham. Pha bóng đáng chú ý của họ là ở phút thứ 81, Dele lần thứ 2 đưa được bóng vào lưới Tottenham, nhưng lại một lần nữa bàn thắng của anh không được công nhận vì lỗi vị ở phút thứ 60. Cắt đứt chuỗi thua của Tottenham ở con số 3, huấn luyện viên Mourinho có thể tạm giãn cơ mặt đôi chút. Thử thách thực sự sẽ đến với người đặc biệt cùng các học trò trong tuần tới với hai trận đấu rất khó khăn, lần lượt trước Everton ở vòng 5 FA Cup, rồi Man City tại Premier League. Tiểu Sancho từ chối Barca và Juventus để ký hợp đồng với MU. Thần đồng 17 tuổi Sola Soretti được cho là đã từ chối nhiều ông lớn ở châu Âu để ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Manchester United. Theo The Sun, Sola Soretti đã từ chối lời mời của nhiều đội bóng lớn, bao gồm cả Barca và Juventus, để ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với MU. Cầu thủ người Anh gốc Nigeria này được nhận định sẽ là một Jadon Sancho mới của bóng đá thế giới. Điểm mạnh của Soretti là tốc độ, khả năng chơi bóng lắt léo cùng việc sử dụng tốt cả hai chân. Tài năng trẻ này gia nhập lò đào tạo trẻ của MU từ năm 10 tuổi và nhanh chóng chứng minh được tiềm năng của mình. Soretti xuất hiện tại Millwall ở Bắc Ireland khi mới 13 tuổi vào năm 2017. Đến năm 2019, anh đã làm nên lịch sử khi ở 14 tuổi, 314 ngày, anh đá chính trong trận thắng 2-1 của United trước Valencia và trở thành cầu thủ trẻ nhất xuất hiện trong UEFA Young League, giải đấu dành cho các đội dưới 19 tuổi. Là cầu thủ gốc Nigeria và thi đấu ở vị trí tấn công, Soretti từng được ví như JJ Okocha, huyền thoại của bóng đá quốc gia châu Phi này. Giờ đây khi tài năng đang dần nở rộ, cầu thủ vừa bước sang tuổi 17 được kỳ vọng sẽ rực sáng như người đàn anh Jadon Sancho. Klopp cạn lời với Alisson, ngầm nhận hết cửa vô địch. Huấn luyện viên Jurgen Klopp tỏ ra rất thất vọng vì thảm bại khó tin trước Man City và thừa nhận mục tiêu thiết thực nhất với Liverpool là một suất trong top 4. Để thua Man City 1-4 ngay tại Anfield, Liverpool đã kém đối thủ 10 điểm dù đá nhiều hơn một trận. Thực tế, giờ Klopp đã có 70 phút chơi không hề tệ trước nửa xanh thành Manchester. Họ chỉ thực sự sụp đổ bởi hai sai lầm liên tiếp của thủ môn Alisson Becker trong vỏn vẹn 3 phút. Trong chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định Liverpool đã có màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhưng phải trả giá vì sai lầm. Chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận mục tiêu thiết thực nhất với đội bóng của ông lúc này là có suất dự Champions League mùa tới. Nếu thua 1-4 thì đương nhiên đây không phải là ngày của Liverpool, nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu chúng tôi đã chơi rất hay. Các học trò của tôi đã trình diễn từ bóng đá thực sự chất lượng, nhưng rõ ràng chúng tôi đã mắc hai sai lầm quá lớn, tất cả đều thấy và Man City đã khai thác triệt để. Liverpool đã thể hiện rất tốt ở đẳng cấp rất cao, nếu chúng tôi có thêm nhiều màn trình diễn như thế này, khoảng cách với City là không phải là 10 điểm. Những sai lầm như trước City là tự sát, đó là lý do tại sao chúng tôi nhận thất bại. Bạn không thể che giấu sai lầm. Ở tình huống đầu tiên, Ali mắc sai lầm nhưng lúc đó cậu ấy không có nhiều sự lựa chọn. Ở tình huống thứ hai thì đúng, tôi nghĩ đơn giản là Ali đã thực hiện một đường chuyền hỏng. Có thể cậu ấy đã lo lắng và mất đi sự tự tin. Khá hài hước, nhưng điều đó có thể xảy ra. Không nghi ngờ gì về việc Ali đã cứu thua cho chúng tôi rất nhiều lần, nhưng ngày hôm nay cậu ấy mắc hai sai lầm. Đúng, có thể khẳng định chắc chắn mục tiêu chính của chúng tôi là một suất dự Champions League. Chúng tôi sẽ nỗ lực bằng tất cả những gì mình có. Vẫn còn đủ thời gian để chúng tôi đảm bảo vị trí dự Champions League, nhưng để làm được điều đó thì phải giành chiến thắng. Klopp trả lời phỏng vấn với Sky Sport. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chung với cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.